Gần Tết đến rồi có cách nào khiến da trắng sáng nhanh không bác sĩ, chứ em sức kem chống nắng không ăn thua. Câu hỏi của em cũng hay nhưng mà nó thế này nè em. Nhanh nhanh thì anh thấy trên thị trường họ có một số người họ bán kem trộn á, em mua kem trộn về em thấy là nhanh liền á. Còn với trường hợp tại phòng khám gà spa đây thì anh sẽ điều trị theo liệu trình á, theo một cái phác đồ nhất định thì nó sẽ trắng cho em, chứ không phải mà giống như cái câu hỏi của em á, mà muốn trắng nhanh á thì trắng nhanh dễ lắm. Trắng nhanh là mua kem trắng này bôi lên là nó trắng, nhưng mà hiện tại ở phòng khám thì sẽ có phác đồ cụ thể điều trị cho em. Thứ nhất là nó cải thiện, thứ hai nữa là nó duy trì, với em thì em sẽ có làn da khỏe hơn. Rồi cũng là cái câu hỏi em sử dụng kem chống nắng nó có trắng da không, thì cái sản phẩm khi người ta sản xuất ra người ta đều có mục đích kem chống nắng thì em bôi đó, nó có tác dụng chính của nó là chống nắng thôi. Nó cũng có một cái tác dụng ở bên nó nữa là cấp ẩm cho da, nhưng cái hàm lượng rất là ít đó, nên là không thể nào mà sử dụng kem chống nắng để cho có một làn da đẹp được đó. Em phải sử dụng bằng những cái phác đồ khám nhất định đó.